lính Ukraine thương vong la liệt tại Bakhmut. Pháo phản lực nhiệt áp tos 1A giáng đòn chí tử, quét sạch trận địa phòng ngự quân đội Ukraine. Nga tuyên bố bắt cặp vợ chồng điệp viên Ukraine. Do gì tài liệu mật về kế hoạch phản công của quân đội Ukraine trên mạng xã hội. Ông Trump nêu đích danh trong báo cáo Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là các tin tức cập nhật về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, Bakhmut vẫn đang là chảo lửa nóng nhất giữa Nga và Ukraine ở thời điểm hiện nay. Chính tại từ địa này, hàng chục nghìn lính Ukraine đã bị phía quân đội Nga tiêu diệt. Đây là con số thiệt hại khó có thể bù đắp. Theo hãng thông tấn TASS, ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo nhóm quân sự tư nhân Wagner của Nga cho biết, các lực lượng Ukraine vẫn chưa rút lui khỏi thành phố Bakhmut thuộc Donetsk ở vùng Donbass phía đông Ukraine. Trong khi đó, truyền thông Nga dẫn lời ông Jan Gagin, cố vấn của lãnh đạo phe ly khai tỉnh Donetsk ước tính, số binh sĩ Ukraine thiệt mạng ở Bakhmut ở khoảng từ 15.000 đến 20.000 người. Đây là con số thiệt hại khủng khiếp mà chính quyền Kiev khó có thể bù đắp tại chiến trường Bakhmut. Ông Gagin cũng đã bác bỏ các báo cáo trước đó rằng các đơn vị Ukraine đã tái chiếm một số khu vực gần thành phố Adipka, lân cận Bakhmut, tỉnh Donetsk, khẳng định các lực lượng Nga tiếp tục tiến lên và dần dần bao vây thành phố. Theo quan chức này, các lực lượng Nga tiếp tục tiến lên và dần bao vây Adipka, nơi được coi là tử địa tiếp theo sau Ba Cờ Mút. Phía Ukraine lại đưa ra tuyên bố ngược lại, cho rằng Bộ Chỉ huy Ukraine đang kiểm soát hoàn toàn tình hình. Ở các khu vực khác, hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, lực lượng phòng công Nga vừa đánh chặn 11 tên lửa của hệ thống phóng tên lửa danang HIMARS do Mỹ sản xuất và phá hủy 11 máy bay không người lái của Ukraine. Ông Konashenkov thông tin, các lực lượng Nga đã loại bỏ khoảng 20 binh sĩ Ukraine và một khẩu lựu pháo tự hành Akashia ở tỉnh Kherson. Trong khi đó, ở tỉnh Donetsk, ông Konashenkov cho biết Nga đã loại 140 quân Ukraine. Truyền thông Nga vừa công bố một đoạn video ghi lại hoạt động chiến đấu của pháo phản lực nhiệt áp tos 1 a Sosepec, giáng đòn chí tử, quét sạch trận địa phòng ngự kiên cố của quân đội Ukraine, tiêu diệt toàn bộ cứ điểm nêu trên sau chưa đầy một phút. Cụ thể, lực lượng trinh sát đặc nhiệm của Nga phát hiện một trận địa phòng ngự kiên cố của quân đội Ukraine ở rìa khu rừng hướng Svatovo, Kremenaya. Lập tức một xe pháo phản lực nhiệt áp Tosh 1A, Sonsepec của Nga được ra lệnh tấn công. Trận địa phòng ngự quân đội Ukraine bị bao trùm bằng loại đạn nhiệt áp đầu tiên. Hai chục quả đạn nổ liên tiếp với những quả cầu lửa đặc trưng của vụ nổ nhiệt áp, thiêu hủy cả khu vực với áp suất lớn và nhiệt độ cao đến 3.000 độ C, giáng xuống tuyến phòng ngự của quân đội Ukraine loạt đạn thứ hai nhằm vào một trận địa hỏa lực của quân đội Ukraine với tăng thiết sát và trận địa súng cối, hủy diệt toàn bộ các phương tiện chiến đấu của đối phương tại vị trí này. Quá trình tập kích của Tosh 1 a Sosebek được chỉ huy, điều chỉnh hỏa lực từ một máy bay không người lái UAV trinh sát. Toàn bộ cứ điểm của Ukraine bị quét sạch chỉ trong chưa đầy 60 giây. Pháo phản lực nhiệt áp Sosebek của Nga đặc biệt hiệu quả khi tấn công các mục tiêu công sự, trận địa phòng ngự vững chắc, vì không có công trình công sự nào đảm bảo an toàn trong vụ nổ nhiệt áp. Trong tương lai, pháo phản lực nhiệt áp Sosepec, xe thiết giáp điểm trợ xe tăng có thể sẽ được biên chế rộng rãi trong tất cả các đơn vị xung kích của quân đội Nga. Khi đó, vũ khí được mệnh danh lửa mặt trời này thực sự sẽ là cơn ác mộng cho quân đội Ukraine. Các mật vụ cơ quan tình báo Liên bang Nga vừa phát hiện và bắt giữ một cặp vợ chồng điệp viên của Ukraine. Cặp vợ chồng này bị Moscow cáo buộc là bán thông tin mật cho chính quyền Kiev. Theo cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB, cặp vợ chồng trên bị bắt với tội danh phản quốc khi cung cấp cho các cơ quan mật vụ Ukraine thông tin quân sự và kỹ thuật có thể được sử dụng để chống lại các lực lượng vũ trang Nga. Đổi lại, họ sẽ nhận được tiền từ các cơ quan mật vụ của Kiev. Trong lúc lục soát nhà của hai đối tượng, FSB đã thu giữ những vật dụng được sử dụng trong hoạt động do thám. Theo một nguồn tin giấu tên từ FSB, cặp vợ chồng trên trong quá trình thẩm vấn đã thừa nhận cung cấp cho cơ quan mật vụ Ukraine nhiều bản vẽ về khí tài quốc phòng được sản xuất trong một tập đoàn vũ khí để nhận 100.000 rúp Nga, tương đương 28,9 triệu Việt Nam đồng. Hiện các cơ quan mật vụ Ukraine chưa bình luận về những hình ảnh và thông báo được FSB công bố. Vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến công du tới Ba Lan và đặt vấn đề mua vũ khí mới với Thủ tướng của quốc gia này. Thông tin trên đã được nhà lãnh đạo Ba Lan xác nhận. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho hay, chuyến công du vừa qua của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thắt chặt hơn nữa sự hợp tác quốc phòng giữa Warsaw và Kiev. Ông Moravecki nhận định, trong chuyến thăm của ông Zelensky tới Warsaw vừa qua, nhiều thỏa thuận về việc cung cấp thiết bị quân sự của Ba Lan cho Ukraine, cũng như vấn đề hợp tác trong nhiều lĩnh vực công nghiệp quốc phòng đã được ký kết. Những thỏa thuận này không chỉ là sự hỗ trợ mà còn cả hợp tác, nhất là sự hình thức mua khí tài theo nhu cầu của các lực lượng vũ trang Ukraine. Theo ông Moravecki, các văn kiện vừa ký kết sẽ cho phép ngành công nghiệp quốc phòng nước này cung cấp cho Kyiv nhiều loại vũ khí tiên tiến như xe thiết giáp chở quân Rosomak, cối tự hành Rak hay tên lửa phòng không Vakvai Yorun. Thủ tướng Ba Lan tiết lộ, dự kiến Ba Lan sẽ cung cấp tổng cộng 24 đơn vị cối tự hành Rak cho phía Ukraine. Tại nga, đích thân Bộ trưởng Quốc phòng của nước này vừa có chuyến thăm đến nhà máy kỹ thuật Azamas ở thành phố Nizhny Novgorod và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất vũ khí cũng như trang thiết bị. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Sergei Shoigu đã kiểm tra năng lực sản xuất dây chuyền lắp ráp và xưởng sản xuất xe bọc thép trở quân với các phiên bản khác nhau và xe bọc thép Tigrer tại nhà máy kỹ thuật Azamas. Trong chuyến kiểm tra này, người đứng đầu Bộ quốc phòng Nga cũng đã được thông báo về các dự án nâng cấp khí tài quân sự và vũ khí được sử dụng trong quân đội Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã ghi nhận nỗ lực tăng cường sản xuất xe bọc thép chở quân và xe bọc thép Tiger tại nhà máy. Tuyên bố sau chuyến thăm của ông Shoigu, Bộ Quốc phòng Nga có nêu rõ, sau khi kết thúc chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã cảm ơn lực lượng lao động của nhà máy vì đã tăng sản lượng và đặt nhiệm vụ làm việc trọng tâm là ký kết các hợp đồng dài hạn, giúp hình thành một chương trình sản xuất phát triển hơn nữa. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng đã yêu cầu sắp xếp, khoa học và có hiệu quả việc sản xuất các loại xe bọc thép đặc biệt có khả năng mang theo các mô-đun y tế và liên lạc. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Bộ trưởng Sergey Shogou đã ban hành chỉ thị sắp xếp vì sản xuất các loại xe bọc thép đặc biệt với nhiều cấu hình khác nhau để có thể mang theo các mô-đun y tế, thông tin liên lạc và đội lái xe bọc thép. Azamas JSC là một trong những tổ hợp công nghiệp quốc phòng lớn nhất của Nga hiện nay với các dây chuyền sản xuất chính tại Nizhny Novgorod, thành phố lớn thứ tư của nước này. Đây cũng là công ty quốc phòng duy nhất của Nga có mối quan hệ hợp tác với hàng chục công ty tại hơn 35 quốc gia trên toàn thế giới, chủ yếu trong lĩnh vực quốc phòng. Một tài liệu tối mật nêu chi tiết kế hoạch hỗ trợ của Mỹ và NATO cho Ukraine và một phần kế hoạch phản công của chính quyền Kiev vừa bị công khai trên Twitter và Telegram. Đây là thông tin nóng khiến dư luận quốc tế đặc biệt chú ý trong 24 giờ qua. Tờ New York Times dẫn lời các quan chức Nhà Trắng cho biết, các tài liệu quân sự được xếp vào hàng bí mật nêu chi tiết kế hoạch của Mỹ và NATO trong việc hỗ trợ quân đội Ukraine thực hiện chiến dịch phản công mùa xuân đã bị dò dỉ trên nhiều nền tảng mạng xã hội vào đầu tuần này. Tài liệu bị dò dỉ được dán nhãn tuyệt mật và có tựa đề là tình hình xung đột Nga-Ukraine từ ngày mùng 1 tháng 3. Cùng với thời gian ghi trên tài liệu là ngày mùng 1 tháng 3, một số quan chức Ukraine đã đến một căn cứ quân sự của Mỹ tại Đức tham gia một cuộc tập trận giữa các quốc gia đồng minh. Tham gia sự kiện trên còn có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Mark Milley và Tư lệnh Tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu, đại tướng christopher cavoli cũng theo new york times lầu năm góc đã cố gắng xóa bỏ toàn bộ số tài liệu mật bị dò dỉ trên twitter nhưng vẫn chưa thành công các nhà phân tích quân sự cho biết những trang tài liệu bí mật bị dò dỉ dường như đã được sửa đổi một số phần so với tài liệu gốc trong đó có thể con số thương vong của ukraine đã bị phóng đại và trong khi đó thiệt hại của phía nga thấp hơn nhiều so với các báo cáo của mỹ hay nato trước đó Tuy nhiên những tài liệu này vẫn cung cấp những thông tin tổng thể về viện trợ quân sự cho Ukraine đã và đang được thực hiện. Ngoài ra nó cũng cho thấy quy mô, sức mạnh và trang bị của quân đội Ukraine từ cấp tiểu đoàn cho đến lữ đoàn. Một trong những trang tài liệu bị rò rỉ cho biết, khoảng 16.000 đến 17.500 binh sĩ Nga đã thiệt mạng, trong khi Ukraine mất đến 71.500 binh sĩ. Trong khi đó, Lồng năm góc và các nhà phân tích khác đã ước tính rằng quân đội Nga đã mất khoảng 200.000 binh sĩ kể từ đầu xung đột cho đến nay. Con số này của Ukraine cho khoảng 100.000 người thiệt mạng và bị thương. Trong một tài liệu khác có liệt kê các đơn vị quân đội Ukraine, thiết bị và huấn luyện với lịch trình từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2023. Tài liệu chứa một bản tóm tắt về 12 lữ đoàn chiến đấu đang được Ukraine xây dựng, trong đó có 9 lữ đoàn dường như được huấn luyện và trang bị bởi Mỹ và các đồng minh NATO khác. Trong 9 lữ đoàn trên, 6 lữ đoàn đã trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu vào ngày 31 tháng 3. 3 lữ đoàn còn lại sẽ sẵn sàng vào cuối tháng 4. Một lữ đoàn chiến đấu của Ukraine có khoảng 4.000 đến 5.000 binh sĩ. Cũng theo tài liệu này, 9 lữ đoàn chiến đấu mới của Ukraine sẽ cần đến hơn 250 xe tăng và hơn 350 phương tiện cơ giới. New York Times nhận định, việc các tài liệu dạng tuyệt mật bị dò dỉ lên mạng xã hội có thể được xem là một bước đột phá đầu tiên của tình báo Nga kể từ khi xung đột diễn ra cho đến nay trước đó mỹ và các đồng minh nato luôn đi trước nga trong việc thu thập thông tin tình báo điều này giúp ukraine thực hiện nhiều cuộc tấn công và các mục tiêu quân sự có giá trị của moscow thế nhưng ở chiều hướng ngược lại ukraine gần như không chia sẻ kế hoạch tác chiến của họ cho mỹ hay bất cứ đồng minh phương tây nào vì sợ bị dò dỉ thông tin thậm chí các quan chức lầu năm góc còn nói họ nắm các kế hoạch quân sự của nga còn rõ hơn là của ukraine việc một tài liệu quân sự bí mật bị dò dỉ lên mạng xã hội như vừa qua chắc chắn sẽ càng làm việc chia sẻ thông tin tình báo giữa Ukraine và Mỹ bị hạn chế. Phía Trung Quốc vừa có một tuyên bố cứng rắn liên quan đến chiến sự giữa Nga và Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố, NATO, chứ không phải Trung Quốc, sẽ phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, và khối quân sự phương Tây này không có tư cách đạo đức để chỉ trích Bắc Kinh. Hãng RT dẫn lời bà Mao Ninh phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 6 tháng 4 như sau. Mỹ và khối quân sự NATO phải gánh vác trách nhiệm không thể trốn tránh đối với cuộc khủng hoảng ở Ukraine và rằng NATO không có tư cách chỉ trích hay gây áp lực buộc Trung Quốc đứng về phía mình. Bà Mao Ninh giải thích, về cuộc khủng hoảng Ukraine, Trung Quốc duy trì quan điểm khách quan và công bằng. Chúng tôi ủng hộ một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng và nỗ lực vì các cuộc đàm phán hòa bình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm, đó là một chiến lược được hầu hết các quốc gia trên thế giới ủng hộ. Trước đó, ngày 5 tháng 4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo, Bắc Kinh nên giảm bớt sự liên kết ngày càng chặt chẽ với Nga, cáo buộc Trung Quốc làm chỗ dựa cho nền kinh tế của Nga và từ chối lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Ông Stoltenberg nói thêm, việc cung cấp vũ khí cho kẻ thù không đội trời chung của NATO sẽ là một sai lầm lịch sử với những hệ lụy sâu sắc. Bắc Kinh đã nhiều lần phủ nhận việc nước này có bất kỳ kế hoạch nào về việc cung cấp phương tiện sát thương cho Nga. Nga cũng bác bỏ các báo cáo cho rằng nước này đã yêu cầu trung quốc cung cấp thiết bị quân sự nga và trung quốc đã trở nên thân thiết hơn trong năm qua cả hai cam kết tăng cường hơn nữa sự tin tưởng quân sự lẫn nhau sau khi tổng thống nga và chủ tịch trung quốc có cuộc gặp vào tháng trước tại kremlin gần đây tổng thống nga putin đã nói rõ rằng moscow không liên minh quân sự với bắc kinh trong tương lai mà chỉ đơn thuần là hợp tác trong lĩnh vực tương tác kỹ thuật quân sự tuy nhiên mỹ vẫn trừng phạt một số công ty trung quốc với cáo buộc cung cấp các bộ phận sử dụng được cho máy bay không người lái của Iran, loại máy bay mà Nga dùng tại Ukraine. Ở phía ngược lại, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lại đưa ra nhận định rằng Trung Quốc vừa ủng hộ hòa bình ở Ukraine, nhưng đồng thời vẫn hỗ trợ Nga bằng nhiều cách khác nhau. Vị Ngoại trưởng Mỹ cũng chỉ trích Trung Quốc đang lợi dụng mối quan hệ với Nga để mang lại một số đòn bẩy cho riêng quốc gia mình. Khi được yêu cầu bình luận về kế hoạch hòa giải xung đột ở Ukraine của Trung Quốc và quan hệ Nga-Trung, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói, tôi nghĩ Trung Quốc cũng đang cố gắng đạt được cả hai. Họ muốn được nhìn nhận như là nhân tố có vai trò thúc đẩy hòa bình. Đồng thời họ tiếp tục hỗ trợ Nga theo những cách khác nhau, thậm chí còn xem xét cung cấp cho Nga sự hỗ trợ vũ khí sát thương. Những ý tưởng hòa bình mà Trung Quốc đặt lên bàn đàm phán, một số trong số đó là tích cực. Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh, chủ quyền, điều này nên được xem là trọng tâm. Theo ông Antony Blinken, Trung Quốc nên tập trung vào việc thuyết phục Nga thực sự tôn trọng chủ quyền của Ukraine và trả lại cho Ukraine những vùng lãnh thổ đã tổ chức trưng cầu dân ý, sắp nhập Nga hồi tháng 9 năm ngoái. Ngoại trưởng Blinken tiếp tục nói rằng, mối quan hệ với Nga mang lại cho Trung Quốc một số đòn bẩy. Đề cập về quan hệ giữa Trung Quốc với châu Âu và Mỹ, ông nói, đây không phải là mối quan hệ tách rời mà là theo hướng giảm dần rủi ro. Các nước đều có những mối quan hệ phức tạp với Trung Quốc. Tháng 2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng công bố kế hoạch hòa bình 12 điểm về xung đột Nga-Ukraine trong ngày đánh dấu một năm chiến sự. Kế hoạch kêu gọi chấm dứt chiến sự, nối lại những cuộc đàm phán hòa bình, bảo vệ nhà máy hạt nhân và ngừng các biện pháp trừng phạt. Kế hoạch cũng đề cập đến sự phản đối của Bắc Kinh đối với việc sử dụng và đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Trung Quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ thường dân. Phía Nga hoan nghênh các đề xuất của Trung Quốc nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine và cho biết sẵn sàng đàm phán hòa bình. Trong khi đó, phương Tây không ủng hộ kế hoạch này. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói Bắc Kinh thiếu sự tin cậy để đưa ra kế hoạch hòa bình. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng, lộ trình hòa bình mà Trung Quốc nêu ra là một bộ nguyên tắc mơ hồ, không phải là kế hoạch hành động cụ thể. Còn theo các nhà phân tích, kế hoạch của Trung Quốc dường như có rất ít cơ hội thành công, do Kiev tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến khi Nga rời khỏi biên giới, trong khi Moscow không có dấu hiệu cho thấy sẽ dừng chiến dịch quân sự đặc biệt trong thời gian tới. Trong một diễn biến khác theo tờ Financial Times, Mỹ đã phản đối nỗ lực của các đồng minh nhằm xây dựng cho Ukraine một lộ trình rõ ràng để gia nhập khối quân sự NATO. Cụ thể, thay vì việc vạch ra một lộ trình rõ ràng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã kêu gọi các thành viên trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tập trung vào cung cấp viện trợ cho Kyiv. Ngày mùng 5 tháng 4, Financial Times trích dẫn lời bốn quan chức giấu tên tham gia cuộc họp cho biết, Mỹ đang đứng về phía Đức và Hungary trong việc đẩy lui nỗ lực của các nước gồm Ba Lan và một số quốc gia vùng Baltic nhằm cấp cho Ukraine một lộ trình tại hội nghị thượng đỉnh tháng 7 tới, nhằm giúp Kiev có mối quan hệ sâu sắc hơn với NATO, đồng thời củng cố khả năng nước này trở thành thành viên của khối quân sự này trong tương lai. Vấn đề trên đã được tranh luận tại một cuộc họp của các ngoại trưởng NATO ở Bruxelles, nơi các thành viên đang cố gắng đặt nền móng cho hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo khối, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại Vilnius, Litva. Tất cả 31 thành viên của liên minh đều đồng ý rằng không thể trao tư cách thành viên cho Ukraine trong thời gian ngắn, cũng như không thể thảo luận nghiêm túc về khả năng đó trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius trừ khi được đưa ra các bước đi chắc chắn cho mục tiêu gia nhập NATO, chẳng hạn như đảm bảo an ninh sau cuộc xung đột và hợp tác sâu rộng hơn với liên minh này. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao tham dự đàm phán trong tuần này đã tranh luận gay gắt về việc có thể cung cấp những bước đi mới nào cho Ukraine liên quan đến triển vọng gia nhập NATO của nước này. Financial Times lưu ý rằng, các đồng minh NATO đã thể hiện sự khác biệt thực sự trong yêu cầu của họ đối với tư cách của Ukraine thời hậu chiến, trái ngược với sự đoàn kết rộng rãi mà họ đạt được khi cùng lên tiếng phản đối chiến dịch của Nga hồi tháng 2 năm ngoái. Washington lo ngại, nếu mối quan hệ giữa NATO và Ukraine trở nên sâu sắc hơn tại thời điểm này, sẽ dẫn đến việc Nga tuyên bố cuộc khủng hoảng hiện tại là xung đột giữa Nga và NATO. Nó cũng có thể thúc đẩy Nga leo thang xung đột bằng cách triển khai vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, tại trụ sở của NATO vào ngày 5 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định với các phóng viên rằng liên minh này vẫn để ngỏ cánh cửa gia nhập cho Ukraine. Ông nói thêm rằng trọng tâm trước mắt nên là giúp Ukraine chuẩn bị phản công và giúp lực lượng nước này đạt tiêu chuẩn của NATO. Xin được chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Nhà Trắng vừa công bố báo cáo dài 12 trang nêu tóm tắt đánh giá toàn diện về cuộc rút lui hỗn loạn của quân đội Mỹ khỏi Afghanistan hồi cuối năm 2021. Theo báo cáo này, cựu Tổng thống Donald Trump bị nêu đích danh là người phải chịu trách nhiệm cho vụ rút quân hỗn loạn của cường quốc số 1 thế giới tại Afghanistan. Chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm 6 tháng 4 đã thừa nhận rằng lẽ ra họ nên bắt đầu công cuộc sơ tán ở Afghanistan sớm hơn vào năm 2021, đồng thời đổ lỗi cho chính quyền Trump về cuộc rút lui bị cho là hỗn loạn của quân đội Mỹ khỏi quốc gia Nam Á cương quốc số một thế giới, kết thúc cuộc chiến dài nhất của mình sau khi hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan vào tháng 8 năm 2021. Cuộc rút lui diễn ra 8 tháng sau khi Tổng thống Joe Biden nhận nhiệm, được đánh dấu bằng hình ảnh những người Afghanistan bám càng máy bay Mỹ, các gia đình tìm cách đưa các em bé sơ sinh qua cổng sân bay và vụ đánh bom liều chết tại cổng ab của sân bay Kabul. Trong bản tóm tắt dài 12 trang được công bố cho các phóng viên, Nhà Trắng thừa nhận rằng việc sơ tán công dân Mỹ và các đồng minh khỏi Afghanistan nên bắt đầu sớm hơn, nhưng đổ lỗi sự chậm trễ cho chính phủ và quân đội Afghanistan, cũng như các đánh giá của cộng đồng tình báo và quân đội Mỹ. Tài liệu ngắn gọn do Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng soạn thảo, chứ không phải bởi một tổ chức độc lập, với sự chấp bút của chính Tổng thống Biden. Trong khi đó, các đánh giá chi tiết do Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc thực hiện được chuyển riêng từ Quốc hội Mỹ trong ngày 6 tháng 4, được phân loại là tuyệt mật nên sẽ không được công bố rộng rãi. Bản tóm tắt của Nhà Trắng nêu rõ, các lựa chọn của Tổng thống Biden về cách thực hiện việc rút quân khỏi Afghanistan đã bị hạn chế nghiêm trọng bởi các điều kiện do người tiền nhiệm của ông ấy tạo ra. Đồng thời lưu ý rằng khi ông Biden nhậm chức, Taliban đang có sức mạnh quân sự lớn nhất kể từ năm 2001, đang kiểm soát hoặc trên đà giành được gần một nửa đất nước. Phản ứng với cáo buộc trên, ông Trump đã chỉ trích chính quyền Biden đang chơi một trò chơi thông tin sai lệch mới để đánh lạc hướng dư luận khỏi hành động hoàn toàn kém cỏi của họ ở Afghanistan. Trên mạng xã hội True Social của mình, hôm 6 tháng 4, ông Trump nói, ông Biden phải chịu trách nhiệm chứ không ai khác. Tài liệu trên cũng đổ lỗi cho những đánh giá quá lạc quan của cộng đồng tình báo về sự sẵn sàng chiến đấu của quân đội Afghanistan và nói rằng ông Biden đã tuân theo các khuyến nghị của các chỉ huy quân sự về nhịp độ rút quân của Mỹ. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby hôm 6 tháng 4 lập luận rằng mục đích của bản báo cáo không phải là trách nhiệm giải trình mà là để hiểu những gì đã xảy ra nhằm giúp ích cho quá trình đưa ra các quyết định khác trong tương lai. Cũng tại Mỹ, theo một cuộc thăm dò mới đây, vụ truy tố cựu Tổng thống Donald Trump đã chia rẽ người dân nước này. Sự chia rẽ chính trị đó dường như đã làm tăng cơ hội giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm 2024. Cuộc thăm dò được tiến hành trong 2 ngày, mùng 5 đến mùng 6 tháng 4, với 1.004 người trưởng thành ở Mỹ. Sau bản cáo trạng trước đó đối với ông Trump về 34 tội danh, tố cáo ông và những người khác đã vi phạm quy định bầu cử khi tìm cách ngăn chặn việc xuất bản thông tin tiêu cực về ông trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2016. Cuộc khảo sát cho thấy 49% người Mỹ được hỏi cho rằng việc các công tố viên theo đuổi vụ án hình sự đầu tiên đối với một cựu tổng thống là đúng đắn, nhưng kết quả này nhấn mạnh sự chia rẽ chính trị về rất nhiều vấn đề xoay quanh cựu tổng thống Trump. Khoảng 84% những người ủng hộ đảng dân chủ cho rằng các cáo buộc là có sơ hở trong khi chỉ 16% ủng hộ Đảng Cộng Hòa đồng ý. Khoảng 40% số người ủng hộ Đảng Cộng Hòa cho biết, vụ việc khiến họ có nhiều khả năng bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024, trong khi 12% cho biết điều đó khiến họ ít có khả năng ủng hộ ông hơn. 38% khác cho biết vấn đề này không có tác động đến cuộc bầu cử. Ông Trump dẫn đầu về đề cử của những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa với tỷ lệ tranh lệch lớn, với 58% nói rằng ông là ứng cử viên ưa thích của họ. Con số này tăng so với 48% trong cuộc thăm dò của Reuters, Ipsos công bố hồi đầu tuần. Thống đốc Florida, ông Ron DeSantis đứng thứ hai với tỷ lệ 21%. Trong khi những người ủng hộ Đảng dân chủ và Cộng hòa chia rẽ sâu sắc về vụ truy tố, cuộc khảo sát cho thấy có niềm tin mạnh mẽ rằng ông Trump đã chi tiền cho nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels và người mẫu Karen McDougal để khiến họ im lặng về cáo buộc quan hệ ngoài hôn nhân. Khoảng 73% người Mỹ tin rằng sự việc là đúng như vậy. Trong đó có 55% người ủng hộ Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, 76% số người ủng hộ Đảng Cộng hòa cho rằng một số quan chức trong cơ quan thực thi pháp luật có động cơ chính trị khi đang tìm cách làm giảm tính hợp pháp của ông Trump trong tranh cử, so với 34% số người ủng hộ Đảng dân chủ. Khoảng 51% tổng số người được hỏi nhưng chỉ 18% người ủng hộ Đảng Cộng hòa cho biết các cáo buộc sẽ khiến ông Trump không đủ tư cách tái tranh cử tổng thống. Vấn đề Đài Loan cũng là một điểm nóng đáng chú ý trên các mặt báo quốc tế. Liên quan tới vấn đề này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 7 tháng 4 cho biết, việc trông đợi Bắc Kinh thỏa hiệp về Đài Loan là điều hão huyền. Tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được đưa ra trong cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khi bà có chuyến thăm đến Bắc Kinh hôm 7 tháng 4. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho hay, Đài Loan là vấn đề mang tính cốt lõi trong các lợi ích của Trung Quốc chính phủ và người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ đồng ý với việc ai đó thổi phồng về vấn đề của Trung Quốc. Việc mong đợi Trung Quốc thỏa hiệp về vấn đề Đài Loan là điều hão huyền và bất kỳ ai làm như vậy sẽ chỉ tự bắn vào chân mình. Trước khi rời Los Angeles hôm 6 tháng 4, lần đầu tiên lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trực tiếp đề cập đến Trung Quốc trong chuyến thăm Mỹ. Bà nói rằng Bắc Kinh không nên phản ứng thái quá với cuộc gặp của bà với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy vì những cuộc gặp mặt trực tiếp giúp thúc đẩy hòa bình khu vực. Hôm 5 tháng 4, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, quan chức cấp cao thứ ba trong hệ thống phân cấp lãnh đạo tại Mỹ và nhóm nghị sĩ lưỡng đảng đã gặp bà Thái Anh Văn tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở thung lũng Simi, California. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo Đài Loan và Chủ tịch Hạ viện Mỹ trên lãnh thổ Mỹ. Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp, Chủ tịch Hạ viện McCarthy cho biết, hai bên đã thảo luận biện pháp tăng tốc chuyển giao vũ khí Mỹ cho Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối gay gắt và mạnh mẽ, cuộc gặp vừa qua giữa Chủ tịch Hạ viện Mỹ và nhà lãnh đạo đảo Đài Loan. Trung Quốc nhiều lần cảnh báo sẽ có biện pháp kiên quyết đáp trả nếu bà Thái Anh Văn gặp ông McCarthy. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định quân đội nước này luôn trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng thực thi nhiệm vụ và trách nhiệm được giao. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ tôn trọng những cam kết chính trị với Trung Quốc về vấn đề đảo Đài Loan. Nhật Bản đang đẩy mạnh cuộc tìm kiếm sau khi một trực thăng quân sự bị rơi khiến 10 người mất tích. Trong đó có một tướng của lực lượng mặt đất mới được bổ nhiệm hôm 30 tháng 3. Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada cho biết, lực lượng cứu hộ đang ra soát vùng biển ngoài khơi phía nam Nhật Bản để tìm 10 người mất tích trên chiếc trực thăng quân sự Nhật Bản rơi xuống biển hôm 6 tháng 4. Tướng Yasunori Morishita, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, GSDF cho biết, phía cứu hộ đã tìm thấy thứ dường như là các bộ phận của chiếc trực thăng UH-60GA trên biển và đang tiếp tục ra soát để tìm kiếm những người sống sót. Nếu xảy ra kịch bản không có ai sống sót nào được tìm thấy, đây sẽ là vụ rơi máy bay quân sự gây thiệt hại nặng nề nhất về người ở Nhật Bản kể từ năm 1995. Bộ Quốc phòng nước này cho hay. Ông Morishita cho biết, những quân nhân mất tích bao gồm hai phi công, hai thợ máy và 6 hành khách. Trong số đó có Trung tướng Yuichi Sakamoto, một chỉ huy cấp cao của GSDF. Ông Sakamoto, chỉ huy của Sư đoàn 8, mới được bổ nhiệm vào vai trò này vào hôm 30 tháng 3 chiếc trực thăng gặp nạn khi đang khảo sát khu vực địa phương. Nó đã mất tích vào lúc 15 giờ 56 phút ngày 6 tháng 4 theo giờ địa phương, sau khi biến mất khỏi màn hình radar ngoài khơi đảo Miyako ở tỉnh Okinawa, phía nam Nhật Bản, theo Bộ Quốc phòng. Theo nhà sản xuất Mitsubishi Heavy Industry, UH-60GA là trực thăng đa năng được chế tạo dựa trên trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế trên kênh YouTube Thế giới Nhưng nếu yêu thích chương trình quý vị đừng quên nhấn like share và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương trình mới nhất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại